sẽ khó có thể có một phép so sánh nào cụ thể cho hai từ khát vọng, và cũng không có một mẫu số chung nào có thể định lượng được khát vọng của mỗi người. Trong những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc, khát vọng của lớp lớp thanh niên Việt Nam là lên đường ra trận, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, hòa bình lập lại. Khát vọng tuổi trẻ là tham gia tái thiết đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh. Ngày nay, khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập và đổi mới, kỷ nguyên của khoa học và công nghệ, có lẽ khát vọng của một thế hệ trẻ, tương lai của đất nước Việt Nam, những công dân số trong thời đại là đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp vì đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Thanh niên trước thềm đối thoại với Bí thư thứ nhất về khát vọng của thanh niên với hơn 49.800 phiếu cho thấy những vấn đề nổi bật về khát vọng của thanh niên đó là: có 93,6% chọn khát vọng là rèn luyện tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có 91,9% chọn khát vọng là được tham gia đóng góp, cống hiến cho đất nước. Có 89,1% chọn khát vọng là được phát huy ý tưởng sáng tạo. Có 80,9% chọn khát vọng là được hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp. Có lẽ, với mỗi người trẻ, dù trong thời kỳ nào, khát vọng lớn nhất chính là sự tận hiến cho quê hương đất nước. Đó là khát vọng và nỗ lực của thanh niên trong chiếm lĩnh đỉnh cao trí thức và khoa học công nghệ, trong lập thân, lập nghiệp và sáng tạo.